Nam tao nữa mà. Người đang nhòi, người đang nhòi phải cắn một miếng. Miếng. Nam nam móc. Nam móc. Nam móc là. Chị. Em đi cho con em nuốt em đủ trơn anh. Em đủ lắm anh. Mày thì cũng thiệt thò thôi, có cái là thiệt thò quá. Đi đai đi đó đây, đi ra ngùa bớt chẳng không. Họ nấu rầu thì... Đi ra ngùa là đi mua anh. Đi chơi đi du lịch rồi đứa. Ông bò nấu rầu đi cho biết đó biết đây. Ở nhà với mẹ biết ngày nụ khốn. Quặn mấy người nhà nữa mà. Bò mẹ có cho đi mua đồ đồ đó đâu, cho đi mua đâu đi. Chỉ mày nè, nam trong ngọn thôi. Lên trên này du lịch, đông người lắm, tiếp xúc nhiều nơi người kia rồi. Không gian đồ đủ thứ, những cái đẹp lắm. Là con người mình không rồi. Ôi mua đồ anh. Thì mà nòi đó, đoàn có chuyện nhộng gió đó. Mấy đợt là 900 triệu luôn đó, mình đi còn có nam trang. Mình đi còn đến đám à? À là chỗ quen biết, thằng với lại phó giám đốc được không á. Chứ không dễ gì mua được đâu. Em về em rủ nhòa em đi nữa được hả? Đừng nói vàng nè, nhòa mi thông nghe chưa. Tại vì cái này nó là họ dạng cái số lượng có họ. Tại vì ưu tiên cho ta thôi. Nhưng mà mi là ta ưu tiên chỗ xuống lòn. Đi về cho em, nằm sao vé nữa, em về mua kìa em rủ đi hết luôn. Sao vé còn gì, hơi nhiều đó, nhưng mà thôi. Đừng nói không nghe, đừng có nói mấy người bên cạnh nghe. Người nhòa mi thông nghe chưa. Ok, vậy em mua đi. Đặt đi, đặt đi. Vậy anh 500 ngay, 500 vé ngay. Được rồi, sắp được đi chơi rồi. Mà không, mình phải khôn lên chứ. Nhòa chửi đầu miết mà đi thật khôn lên. Nam ta nữa mà. Người đang nhòa, người đang nhòa phải cắn một miếng. Miếng. Nam nam móc. Nam nam móc. Nam nam móc là mùi ngon. Nhỏ ấy chưa lùm được mùi ngon luôn. Nè. Đi bờ nòa chơi không? Tiền bọt vô đây phải 1,5 triệu, triệu rưỡi gì đó mà đi đây. Tử. Bọn em hết đồ rồi, em chờ tới ông trai mà no luôn. Anh Mỹ. Thương em luôn. Anh Mỹ. Bây giờ đây mình phải về đi tốn tiền. Cái váy thì nữa tao nghe mắc ngấy 1,5 triệu gì đó. Bớt chạy, bớt chạy. 500 mốt còn vậy mày. Lột lột. Mỹ đi mua đó. Mốc nghì. Tiền không ra. Thiệt, tin đưa tiền đây. Thiệt không, chắc không ra. Thiệt. Thế thì... Đưa đây, đưa đây, đưa đây em quên, em đưa gặm luôn. Tao bóng váy. Bóng váy. Đưa 2 triệu mốc này, còn dư tao đưa cho Milung này. Rồi 2 triệu mốc này, còn dư tao đưa Milung. Đúng không ta? Bóng vé, tao dẫn chắc không mấy. Đưa công tao đây. Anh đây à? Mày nói mấy? Bóng vé đúng không? Bóng vé đúng không? Bóng mốc à? Năm mốc đây, năm mốc. Tao với bồ tao với ba em tao. Bỏ vé, còn 20 tao cho mày đó. Nhiều cũng được à? Bỏ 10. Cái tiền đó mày. Đi. Tao với bộ tao ấy là nói chung đó lấy thì còn mấy cái tiền dư dư á trong em á cho luôn à. Ờ cho em lấy tiền ta hơi nhưng mà tao bán nghe tao chìm cô lấy vé gì luôn ta là hai vé là 1,20 triệu còn à tao cho em luôn 30 thì không tao mày luôn bỏ thiệt hả mày. Rồi mà cái tên đù anh anh rồi cho 50 trước rồi nói chuyện sao anh đù nhờ em đi 11 người luôn được không. Để cái 6 người chứ mấy, nãy nó còn có 6 phái mà. Sao thêm 20 nữa này. Mấy người 11 người, 11 người là anh mấy anh. Bao nhiêu tiền? 1 người 5 triệu rưỡi. Phải không? Người 500, 5 triệu rưỡi đó. Có là 1 triệu bắt thôi tụi. Có gì? 5 nữa. Chuột còn dư luôn kìa. Đi lên mua bánh vậy em. Nè. Mua lá giùm em nha. Chỉ đây mua nhỏ em luôn nghe. Này mày nhớ đừng núi vang nghe chưa, bí mật nghe chưa, thì cái này là anh ưu tiên đó. Anh dặn mấy người nữa rồi, mấy người nó cũng núi ve đâu. Núi vang nghe chưa. Người thấy anh tí mà khôn biết rằng tới bờ nội hiu. Ta không tin nhắn lá là hơi mùa thì ta ông ngày nó bắt on đấy, ngày cũng giót không tin luôn rạng. Mua vé ra đó anh ha, cái không ra anh ha, thấy có đường đó anh ha. Vé bờ nội thì ta nghe 900 triệu không, mua 500 nghìn, 501 nghìn. Đúng đó. Mà em lướt một bữa coi 950 triệu không á, tới 501 rẻ rồi. Ừ, thì rẻ người ta nghe bất on người ta không có tin. Ràng ràng người ta không tin. Anh mới nuốt cái gì bé bà nội. Cái bà nội à? Mua bé bà nội đi cô em ở nhỏ ăn mua bé 501 nghìn. Nhưng mà nội du lịch bà nội nghe. Mãi bữa 900 mái thì đứa chứ. Nghe nói là 501 nghìn mới đưa tiền đi mua đâu. Qua 550 thôi mà anh ơi. 550 cho á. Cho. Cho mà anh nghĩ rang đó. Rang. Phần vé 16 hồn văn thế, phần vé ngạc nhi đen nè. Em mới đạt nè, kỷ niệm 49 năm ngày giữa phán Đòa Nẻn. Tri ân cho người dân Quảng Nôm Đòa Nẻn nè. Người lớn 350 trẻ em hơn 50. Anh đem chứng minh nhân dân hoặc là hộ chiếu gấp lên là anh mua gió rẻ 350 ngon. Nhưng mà tròn là tròn chính luôn đúng không? Tròn chính luôn là trợ lý của sinh rúp nè. Là phần vé ngạc nhi 16 hồn văn thế nè. Đây nè, số điện thù anh đẹp vé 09
06 hạt 09 bo nam 0 nam 444 em núi lố đâu. Trẻ em hơi 150 người lớn 150 đem hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân gốc, giấy khai sinh gốc với là hộ khảo cái lũ chỉ có mua 501 chỉ có. Rồi chết ngoài rồi. Mày không được là nhỏ đi mới lùm được cái máy rồi anh em đâu nhỏ còn ăn cạn. Đến về đây ta trị theo cho phúc. Bây giờ nhỏ đây ta trị theo cho phúc mới được. Em biết mà cái này mà anh em bây giờ để em lên nhòa luôn, bỗng nó lên nhòa trị theo cho phúc.